Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Converter. Trước đây thì mình đã có làm về những cái dòng laptop chuyên gaming của Gigabyte, tổng cộng là có 3 sản phẩm laptop. Thì bạn nào mà chưa xem thì có thể xem vào đường link mình để ngay trên bên phía bên trên này. Và bây giờ chúng ta có thêm một dòng laptop khác của Gigabyte. Đây là Gigabyte U4, một trong những dòng laptop Ultrabook chuẩn bị ra mắt của Gigabyte. Và tại sao mình lại nói rằng đây là một sản phẩm laptop Ultrabook? Thì các bạn hãy nhìn vào độ mỏng của sản phẩm. Độ mỏng của sản phẩm là 16,5mm, trong khi đó cái cân nặng sản phẩm là 990g, tức là nặng chưa tới 1kg. Với cân nặng như vậy thì rõ ràng đây sẽ là một dòng Ultrabook cực kỳ đáng để có thể cân nhắc. Và mức giá của sản phẩm sẽ loanh quanh khoảng 25-26 triệu đồng tùy thời điểm các bạn mua. Thì để có thể đảm bảo được cái cân nặng của sản phẩm ở mức tối ưu thì Gigabyte đã trang bị hợp kim nhôm và magie. Mặc dù mỏng như vậy thế nhưng cái độ chắc chắn của sản phẩm vẫn luôn được đảm bảo. Đây, mình sẽ chứng minh luôn cho các bạn thấy về cái phần khung màn hình đây cũng vô cùng chắc chắn để có thể sử dụng. Thì mình sẽ miêu tả một chút về bên ngoài trước đi. Đầu tiên là về phần mặt trước, ở chính giữa chúng ta sẽ có được đó là logo của Gigabyte. Bên dưới thì có thêm một cái giải, mình không rõ đây là giải gì. Mình nghĩ thì đây có thể tăng khả năng bắt sóng, nhưng mà nếu như cái giải trắng ở đây không có thì cái tổng thể của máy nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhìn ra phần mặt sau các bạn thấy đâu, cực kỳ phẳng. Nếu mà nhìn sơ qua một chút thì các bạn nghĩ rằng đây sẽ là một sản phẩm laptop không trang bị hệ thống quạt tản nhiệt. Tuy nhiên sản phẩm vẫn sẽ được trang bị và hệ thống tản nhiệt được ẩn ở bên phía trong cái khu vực bản lề. Một chút nữa thì mình sẽ cho anh em thấy. Những cái dòng laptop Ultrabook thì các bạn sẽ nghĩ ngay tới đó chính là cái việc cắt giảm những cổng kết nối để có thể đảm bảo được độ mỏng. Tuy nhiên Gigabyte U4 vẫn trang bị đầy đủ những cái cổng kết nối, khi mà bên cạnh phải chúng ta sẽ có một nút nguồn, một cổng micro USB, một jack audio combo, một cổng USB Type A và khóa Kensington. Thật ra các bạn không cần quan tâm lắm đến khóa Kensington đâu. Sang bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng nguồn, một cổng HDMI, một cổng USB Type A nữa và một cổng USB Type C có hỗ trợ giao thức DisplayPort để các bạn xuất ra màn hình có gọi là nhiều cổng để có thể xuất ra màn hình hơn. Rồi, đấy là những cái miêu tả một chút về bên ngoài, thì còn bên trong sẽ như nào? Để có thể mở được thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến bản lề. Bản lề của Gigabyte sẽ được để sang phía hai bên cực kỳ chắc chắn. Thế nên khi các bạn mở ra sẽ phải mở bằng hai tay và góc mở tối đa có thể lên đến là 180 độ. Các bạn sẽ quan tâm tới đó chính là độ chắc chắn của bản lề sẽ như thế nào. Mình sẽ gõ trực tiếp luôn lên bản lề. Đây các bạn đã nhìn thấy, đây là một góc làm việc thông thường. Đấy các bạn nhìn thấy chuẩn góc làm việc thông thường. Và mình sẽ gõ rất mạnh vào bàn phím để các bạn thấy khi các bạn biến thành anh hùng bàn phím thì sẽ như thế nào. Đây, mọi thứ đã để đứng yên. Đây, mình sẽ bắt đầu gõ mạnh này. Đấy, như các bạn đã thấy, khi mà mình gõ mạnh lên bàn phím, mình biến thành anh hùng bàn phím, thì cái khu vực bản lề sẽ chỉ là màn hình rung nhẹ một chút thôi, không bị rung mạnh. Và khi các bạn sử dụng các bạn lắc này, đây. Đấy là cái tác dụng của việc gọi là bản lề hơi chắc chắn. Mở ra thì đồng ý một điều là sẽ hơi khó một chút, thế nhưng khi mà sử dụng thì sẽ không lo cái vấn đề bị đung đưa. Và bên trong bản lề mình cũng đã mở ra rồi, các bạn nhìn thấy cái thao tác đóng mở của mình là cực kỳ tiện lợi, không hề có độ rít. Thì đấy, các bạn sẽ đánh giá như nào về bản lề, đừng quên để ý kiến ở dưới comment nhé. Nhìn một chút xuống bên dưới đi, chúng ta hãy đi những cái tổng thể bên ngoài trước. Nhìn xuống bên dưới chúng ta sẽ có một cái mẫu bàn phím không có cụm phím số, khoảng cách giữa các phím hợp lý và phím có hành trình phím sâu, và cái lực nhấn sẽ phải ấn mạnh một chút để có thể nhận được. Thì mình nghĩ là Gigabyte đã mang những cái dòng thiết kế có những mẫu bàn phím chuyên dành cho gaming lên dòng Ultrabook, thì điều này sẽ giúp cho những bạn nào mà có nhu cầu gọi là ở nhà thường chơi game, quen gõ những mẫu bàn phím cơ rồi, thì gõ lên những cái mẫu bàn phím giống như kiểu Gigabyte U4 này sẽ cho cái cảm giác gọi là mạnh mẽ một chút. Thì chúng ta sẽ mất khoảng chừng 30 phút đến 1 tiếng để có thể làm quen được với cái bàn phím này. Ở ngay bên hai hàng phím ở đây chúng ta sẽ có một cái khoảng thừa được làm chấm 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 chấm. Đầu tiên thì mình nhìn lướt qua mình còn tưởng đây là loa cơ, nhưng thực tế đây không phải là loa, loa được trang bị ở dưới máy cơ. Thì đây là cái khu vực trang trí của Gigabyte dành cho sản phẩm thôi. Và mình nghĩ ở trong một cái phiên bản tiếp theo, tức là cái thế hệ tiếp theo, thì Gigabyte sẽ biến cái khu vực hai bên này thành loa, thì khi đấy sẽ cho cái cảm giác cao cấp hơn trên mẫu sản phẩm, trên mức giá khoảng hơn 25 triệu đồng. Bên dưới là khu vực touchpad. Touchpad thì được làm để mình miêu tả nha. Touchpad này không phủ kính, touchpad này có cái chất liệu phủ tương đối mịn, mình sờ vào khá là thích. Thì cái cảm giác gì ở mức ổn, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để thay thế chuột. Hoặc là nếu như bạn nào có nhu cầu sử dụng thao tác thông thường thì mình nghĩ là các bạn nên mua thêm một cái chuột không dây để tăng cái trải nghiệm sử dụng hơn. Còn phím chuột trái phải được làm tách biệt này. Đấy, thao tác cuộn và gì tương đối tốt. Và sản phẩm cũng đã hỗ trợ luôn, đó chính là Win 11. Thế nên khi mà vuốt chạm ấy, các bạn sẽ nhìn được đó chính là cực kỳ mượt mà. Rồi, thì đấy là những cái trải nghiệm xung liên quan đến cái sự thông thường hàng ngày. Chúng ta sẽ nhìn vào khu vực mà mình thấy là ấn tượng nhất, đó chính là về phần màn hình. Cái viền hai bên, ok, rất mỏng. Bên dưới chúng ta sẽ có một logo Gigabyte, trên cục sẽ dày một chút để nơi để chứa được webcam. Và đây sẽ là một webcam để đảm bảo cho nhu cầu đàm thoại thôi. Tuy nhiên, mình thấy cực kỳ hay, đó là có thêm cả filter nữa.
khi bạn sử dụng gọi là đàm thoại hoặc là call online, có filter webcam, thêm tí filter của phần mềm nữa, ui ảo lắm, không ai nhận ra được bạn là ai đâu, gặp ngoài đời khéo không phải là người gặp trong cái buổi họp hôm đấy. Còn khi mà nhìn một chút xuống đến cái phần màn hình thì đây là màn hình có cái kích thước là 14 inch, phù hợp với những laptop văn phòng, độ phân giải là Full HD và tấm nền được trang bị là IPS, có độ bao phủ màu sắc theo như hãng quảng cáo là gần 100% giải màu sRGB, tức là những cái nhu cầu làm việc này, xem phim, giải trí thông thường thì sẽ cực kỳ tốt, thậm chí các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái thao tác làm việc liên quan đến Photoshop hoặc là edit video cần một độ chuẩn xác một chút về màu sắc thì hoàn toàn đáp ứng được tốt. Và nếu như bạn muốn cái màu sắc gọi là chuẩn với mắt mình nhất, gọi là nhìn khá tuyệt vời nhất, các bạn hoàn toàn có đi cân lại màn hình này thì khi đấy cái màu sắc nó sẽ là còn tuyệt vời hơn nữa. Còn liên quan đến cái khu vực lĩnh vực giải trí thì sao? Thì máy được trang bị đó chính là những cái hệ thống tiết kiệm pin. Thì CPU được trang bị là CPU thế hệ thứ 11 Intel Core i7-1195G7 với 4x8 luồng. Đồ họa được trang bị là Intel Iris Xe cho cái trải nghiệm tương đối tốt, và RAM sẽ là 16GB. Tuy nhiên nếu như bạn nào có nhu cầu nâng cấp thì sản phẩm cũng sẽ hỗ trợ nâng cấp RAM, bởi vì là có 16GB nhưng mà sẽ có gọi là 208GB, nhưng sẽ có một thanh được hàn luôn vào bo mạch rồi, sẽ có một thanh để nâng cấp rồi. Các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp thêm gọi là 16 hoặc là thêm 8GB hay là 32GB để tùy nhu cầu của các bạn thôi. Tức là mặc dù mỏng nhẹ nhưng vẫn hỗ trợ nâng cấp. Còn về khu vực SSD, SSD được trang bị sẵn ở đây là một SSD 500GB và vẫn có thêm một cái SSD chống nữa để có thể nâng cấp thêm. Và để có thể các bạn dễ hình dung nhất thì mình sẽ mở luôn cái phần đáy ra. Thì khi nhìn vào khu vực đáy đây, chúng ta sẽ thấy được sẽ có hệ thống tản nhiệt dành cho CPU với một quạt, hệ thống RAM SSD có thể nâng cấp và pin pin khá là mini đấy. Pin pin sẽ có dung lượng là 36Wh, đảm bảo cho nhu cầu sử dụng nửa ngày làm việc. Tất nhiên thì đối với cái nhu cầu của mình là một người sử dụng tương đối là try hard một chút, độ sáng màn hình mình sẽ để là 100%. Thế nên cái thời lượng pin đấy đối với mình là một thời lượng pin hoàn toàn ổn. Còn đối với những bạn nào mà sử dụng cái thời lượng pin tốt hơn, các bạn tối ưu hơn, hạ độ phân giải của ảnh, hạ ánh sáng màn hình xuống thấp hơn một chút, thì khi đấy cái thời lượng pin sẽ được kéo dài ra và hoàn toàn có thể đáp ứng được một ngày làm việc cực kỳ ổn. Thì đấy là cái nhu cầu làm việc của mỗi người khác nhau thôi. Và đấy là cái nhận xét của mình về dòng laptop Gigabyte U4. Nếu như bạn nào mà quan tâm đến những cái dòng sản phẩm laptop Gigabyte hay bất kỳ những cái dòng sản phẩm laptop khác thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Đừng quên để lại ý kiến về em này ngay dưới mục bình luận video. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.